tất cả các chị và các bạn. Tâm Nguyễn đang đứng ở đường Nguyễn Hữu Chí, Tân Túc, Bình Chánh, cái đoạn vào khu hành chánh của Bình Chánh. Thì nghe nói ở trong đây có làm hội chợ hoa xuân 2019 mà không biết chừng nào hai mẹ. Tâm Nguyễn sẽ chạy vào để coi tình hình thế nào. Khai mạc hội chợ này xong, Nguyễn sẽ quay lại và quay
nhiều hoa hơn, có lẽ là sẽ nhiều hoa hơn, tràn ngập hoa. Đó là hoa cho các chị xem. Ở đây thì Tâm Nguyễn kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video của Tâm Nguyễn. Chào và hẹn gặp lại.